下，青丝抹染烛花，寥寥回忆经年长，却只能装聋作哑，勾勒你的脸颊。爱重建或崩塌，随云烟轻洒，用力驱赶你伪装的潇洒，微醺的梦啊，信念之人怎会不变真假，你若近在咫尺的天涯，我想握住却只能装傻。我言冷，tập 2。Sao Phan đại nhân lại đến đây nhỉ? Không biết nữa. Mấy người đó là người của Ngân Vũ Lâu, họ định làm gì thế nhỉ? Ai mà biết chứ? Đúng là hung thủ giết người còn dám đến đây khiêu khích ta. Hôm nay là thất độ của Lý đường chủ, sao có thể lỗ mãng trước linh cữu của ông ấy như vậy được? Dân nghe nói hôm nay Ngân Vũ Lâu tổ chức tang lễ, không màng ân oán đối đãi tử tế với khách viếng thăm. Đây là cách đối đãi khách của các người đấy à? Xưa nay ta luôn ngưỡng mộ danh tiếng anh minh lẫy lừng của Lý đường chủ, nên hôm nay đến đây cúng bái kỹ ông ấy chặn đường cuối cùng. Mong Trần Hương chủ tác thành. Ai đến đây cũng đều là khách, không nhất thiết phải giết cô ta hôm nay. Mời. Ngài có thật sự chắc chắn không đấy? Chút Lý đường chủ cách biệt nhìn trùng, không có duyên gặp mặt. Nếu ông ở dưới suối vàng biết được là kẻ nào hại mình, thì có thể báo mộng cho ta. Phan mộ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ông. Lý đường chủ là ông đang nói chuyện phải không? Được, ông nói đi, ta đang nghe đây. Quả nhiên là Lý đường chủ chết không cam lòng. Ông ấy đã nói gì? Ông ấy nói rằng hung thủ đang có mặt tại đây là một trong số những người này. Ngươi đúng là đến đây để kiếm chuyện mà. Bắt tả nữ nhân này lại để bái tế vong linh trên trời của Lý đường chủ. Dừng tay. Đại đường chủ, tại hạ là Tôn Chấn, đại đường chủ của Ngân Vũ Lâu. Các hạ chính là ngự sử Phan gì? Đúng vậy. May mà đại đường chủ đến kịp lúc, nếu không thì e là Phan mộ phải bỏ cái mạng quen này ở đây rồi. Phan đại nhân đi rêu rao khắp nơi, chẳng phải vì muốn người đứng đầu của Ngân Vũ Lâu ra mặt hay sao? Vậy thì Phan mổ không nói dòng do nữa. Hôm nay ta đến là để điều tra vụ án diệt môn nhà họ Lý. Hung thủ chính là nữ nhân xấu xí bên cạnh ngươi đó. Còn điều tra gì nữa? Nghe nói chó chỉ số 7. Trong lúc sợ hãi, ngươi nói ai là chó hả? Ai sợ thì người đó là chó thôi. Ngươi đường đường là đại đường chủ của Ngân Vũ Lâu, lẽ nào ông cũng tin vào mấy lời nhảm nhí? Gàng cô nương rối và không chặt này
là hung thủ của Thảm Án Diệt Môn mà. Được, ta cho cậu điều tra. Mời. Không phải cô muốn điều tra rõ chân tướng sao? Lấy lại tinh thần đi. Sao thế? Trong bụng cô ấy không có thịt bò. Đây là cỏ hạ chung, tác nhân chính gây ra cái chết của cả nhà Lý Đường chủ. Hung thủ bỏ thứ này vào trong thịt bò. Khi lần lượt từng người nhà họ Lý ăn phải cỏ hạ chung vào bụng, ngũ tạng của họ sẽ đau đớn như bị thiêu đốt. Họ không chịu nổi cơn đau dữ dội, hành hạ dần dần mất tỉnh táo, nên tất cả bọn họ mới chọn cách tự sát. Hung thủ giấu cái trốn mỏi và một con chuột trên xà nhà nhằm lợi dụng tin đồn tiếng giao hàng đông để ngụy tạo hiện trường vụ án thành hồn ma đoạt mạng. Ta vốn nghi ngờ hung thủ là kẻ thù của Ngân Vũ lâu các người, nhưng lúc kiểm tra thi thể đêm qua, ta bị một đám người bịt mặt ám sát, mà ta vô tình lục soát được thứ này trên người chúng. Ngân Vũ lâu giết người thì cần gì phải mặc đồ đen được che mặt? Điều đó chứng tỏ hắn không dám để lộ thân phận. Nhưng mà trong Ngân Vũ lâu, người có quan hệ lợi trực tiếp với Đường chủ chính là ý ngươi là sao? Đại Đường chủ, hắn ta đậm máu với ngươi. Ta và Lý Đường chủ như huynh đệ, sao ta có thể làm ra chuyện bất nghĩa vậy được? Trần Hương chủ lại kích động rồi đấy à? Trước khi đến đây, ta đã điều tra về ông. Ta phát hiện giờ ông đang đảm đương công việc của Lý Đường chủ đã mất. Sau khi hoàn thành tang lễ, ông sẽ được thăm lên làm Đường chủ kế nhiệm. Đúng không? Vậy thì sao? Lý Đường chủ khi còn sống coi trọng nhất là việc trong ban hội. Ta làm thế cũng là để vong linh của Lý Đường chủ trên trời được sớm ngày an nghỉ. Tấm lòng của Trần Hương chủ thật khiến người ta cảm động. Nếu Lý Đường chủ dưới chín xuống mà biết mấy căn nhà riêng của ông ấy cũng đã được sang tên cho ông, thì không biết ông ấy có nhắm mắt được không. Tên họ Phan kia, ngươi dám vu khống ta, ngươi lấy bằng chứng ra đây. Mấy căn nhà thôi chẳng chứng minh được gì hết. Nếu ngươi không tìm được thì ta mặc kệ ngươi lần đối xử giấy dẫn gì, ta cũng sẽ giết ngươi. Ta có bằng chứng. Một khi đôi tay đã dính vào độc của cỏ hạ chung thì giọt nước sẽ biến thành màu đen. Không biết là Trần Hương chủ có dám thử ngay tại đây không? Ngươi là cái thái gì? Dựa vào đâu mà ngươi bảo thử thì ta phải thử chứ? Thử, thử thì thử. Thế nào? Có đen không? Giờ các ngươi còn gì để nói nữa không? Trần Hương chủ, cho hỏi giết cạo trên cánh tay ông từ đâu mà có vậy? Liên quan gì đến cô? Bởi vì lúc nãy ta nói cỏ hạ chung gặp nước sẽ đen, vốn là ta cố ý dụ ông giết cả trên cánh tay ông
mới là bằng chứng thực sự mà ta muốn tìm. Mọi người có thể xem thử bóng tay của nha hoàn. Ban nãy lúc ta khám nghiệm tử thi, phát hiện chỉ có dạ dày của ấy không có thịt bò. Trong bụng của ấy không có thịt bò. Cô ấy bị xiết cổ từ phía sau, ngụy trang thành tự sát. Ông mua chuột gia hoàng hạ độc trong thịt bò, sau đó ông muốn giết người diệt khẩu. Cô ấy được chết giãy dụa, vết cào chắc ở trên cánh tay, vết mực xanh đỏ đinh da trong móng tay là đặc trưng của Ngân Vũ lâu. Chắc mọi người đã vô cùng quen thuộc, không cần ta phải nói nhiều nữa. Trần Hương chủ, ông giết chính mạng người nhà họ Lý, bằng chứng xác thực, ông còn gì để chối cãi? Cô lừa ta. Ta chết chắc rồi. Các ngươi cũng đừng hòng sống. Chờ đã, cô sao vậy? Ta đã thấy quá nhiều xác chết bị ném vào bãi tha ma. Lúc sống thì dễ dàng, chết rồi lại không hề có chút tôn nghiêm nào. Ta từng nghĩ, nếu biết mình sẽ chết lúc nào, nhất định sẽ tìm trước một trường hoa đào thật đẹp để chôn cất mình. Cánh đường đó không tồi, dù bây giờ chỉ lác đác vài cây, nhưng một tháng nữa hoa đào đua nở, sắc đào tươi thắm khắp núi đồi, đều nở đầy hoa đào màu hồng. Cô vẫn thích hoa đào giống như hồi nhỏ. Đúng vậy, hồi nhỏ thấy không cần che giấu nữa, ta sớm đã điều tra rõ ràng. 10 năm trước, phụ thân cô phạm tội bị lưu đày, trên đường gặp cướp, cha mẹ chết hết, cô lưu lạc đến ngoại dương, được Khương Mộ Tác nhận nuôi. 8 năm trước, cô bắt đầu làm trợ thủ cho Khương Mộ Tác. 5 năm trước, bệnh điên của Khương Mộ Tác ngày càng nặng, bị Luyện Gia sa thải. Cô bắt đầu đến nghĩa trang chuyển xác, chăm sóc ông ấy cho đến nay. Cần ta nói tiếp không? Rốt cuộc vì sao ngài lại tìm ta? Vì ta muốn nàng trở lại làm Dương Thái Di đích thực. Kiên hoàng ban hôn, Phan Dương thành hôn. Điều kiện thứ hai của ta chính là ta muốn lấy nàng.
Thượng quan tiểu thư theo đuổi vẻ đẹp mỏng manh quá mức, tổn thương đến cơ thể. Để ta tập trung điều dưỡng lại cho cô. Vì chàng, ta cam tâm tình nguyện chịu mọi đau khổ. Sanla, chúng ta chính là một cặp trời sinh. Chỉ Nhi, sao muội lại đến đây? Chẳng phải giờ này muội nên học trà đạo sao? Muội xem, ngoài trời gió to, muội mặc phong phanh thế này, muội nhỡ cảm lạnh thì sao? Vì ca ca mất tích 2 ngày rồi, trong lòng ta lo lắng. Ca ca, trước đây ta bảo huynh hỏi thăm tung tích của huynh ấy, đã có hồi âm chưa? Muội yên tâm, đã cho người đi tìm rồi. Nhà thượng quan chúng ta có hiệu buôn trải khắp thiên hạ, chắc sẽ có tin tức nhanh thôi. Ta nghe nói mấy ngày nay Sang phủ đóng giặc cộng. Ta biết vì ca ca ra dễ thân thiết với quần chúa kia trước mặt mọi người chỉ là để dọc tức phan cối. Chắc không phải quần chúa tưởng thật kết huynh đấy thành thân thật chứ. Muội yên tâm, Phan Diệt chỉ có ép người ta, làm gì có chuyện người ta ghét huynh ấy. Công tử vừa nhận được tin. Sao vậy? Có phải Diệt ca ca? Không phải. Hàng của chúng ta ở Giang Nam có vấn đề. Được rồi, chỉ Nhi muội về nghỉ trước đi. Có tin tức gì ta sẽ báo muội ngay. Vâng. Chỉ Nhi muội đừng kích động. Chuyện kỳ lạ này ta nhất định sẽ. Chỉ Nhi, đừng đi theo ta. Phu nhân, mẫu thân, thấy gì? Thấy gì? Chảy máu. Cha. Đi. Phan gia không quen biết đến Hàn An mẹ Dương ngươi. Ta là con gái của Dương Thế An. Dương Thế gì? Ta muốn tìm Phan Diệt. Ta muốn tìm Phan Diệt. Phan Diệt. Thiếu gia bảo ta chuyển lời. Bây giờ ngươi là con gái tội thần, sau này không có liên quan đến nhà họ Phan. Ta không tin. Ta không tin. Đi. Đừng đến nữa.
10 năm trước, hắn vội vàng phủi sạch quan hệ với ta. Sao bây giờ lại nhắc lại hôn ước chứ? Nhưng cô nương, ta phụng lệnh công tử đến đón cô. Định đưa ta đi đâu thế? Đến rồi sẽ biết. Nhưng cô nương, Nhưng cô nương, xin chờ một lát. Nàng thấy tổ chức hôn lễ ở đây thì sao? Gia môn hưng thịnh, tinh xảo, cán lệ, chỉ là hơi nhỏ một chút. Tam đại nhân dáng vẻ anh tuấn nhiều người ngưỡng mộ, nhất định lúc đó khách quý đầy nhà. Nơi này e là không chiếu được. Ta lại không biết, bây giờ nàng cũng thích náo nhiệt. Cần đường thích là được. Ta thích hay không không quan trọng. Hôn ước của chúng ta đã là chuyện quá khứ, giờ không còn hiệu lực nữa. Hơn nữa, dung mạo ta xấu xí, thân phận thấp kém, tuyệt đối không xứng. Mong phàn đại nhân cho phép ta từ hôn. Không có cha mẹ ở đây, không có bà mối làm chứng, chỉ nói miệng không thể từ hôn. Vậy thì mời bà mối đi. Được thôi, chúng ta thành thân. Theo tay dạy kinh, chúng ta có thể mời bà mối uống một ly rượu mừng. Ngài Thái gì? Tại ta đến muộn, nàng chịu ánh mất rồi. Phan đại nhân, ngài đối với ta chẳng qua là một người quen cũ thuở nhỏ, giữa chúng ta không hề có tình cảm, thì có gì ấm ức? Nói chung, ta nhất định sẽ không lấy ngài. Cáo từ. Cho dù chúng ta không còn tình cảm, chẳng lẽ điều kiện nàng đồng ý với ta cũng không tính sao? Chuyện ở Ngân Vũ lâu, ta quả thật mắc nợ đại nhân, sau này nhất định sẽ báo đáp. Có điều, việc ép nữ tử lấy thân báo đáp, ta nghĩ quân tử thanh cao như Phan đại nhân tuyệt đối sẽ không làm vậy. Ai nói ta là quân tử? Để đạt được mục đích, ta luôn bất chấp thủ đoạn. Năm ngày sau chính là ngày thành hôn năm đó chúng ta đã hẹn. Trước lúc đó, ta nhất định sẽ khiến nàng gật đầu. Sư phụ, người ăn từ từ thôi. Tại con gì muộn, người đói lắm rồi nhỉ? Đều tại Phan Diệt kia, từ khi hắn đến Hoài Dương, ta không có lấy một ngày yên ổn. Hung thủ, hung thủ, hung thủ, sư phụ, hung thủ, sư phụ, hung thủ, sư phụ, sư phụ. Vụ án giết người nào cũng phải có hung thủ. Hung thủ, phải. Vụ án giết người nào cũng phải có hung thủ. Chúng ta từ từ tìm. Vụ án giết người nào cũng phải có hung thủ. Sư phụ, ăn cơm trước đi. Được không? Chúng ta từ từ tìm được không? Ăn cơm trước đã. Vụ án giết người nào cũng phải có hung thủ. Đúng vậy, phải có hung thủ. Bệnh điên của sư phụ hung thủ, sau này càng nặng thế. Vụ án giết người nào cũng phải có hung thủ. 13 hàng tháng chợ quỷ mở cửa, việc quan trọng thế sức thì quên mất. Đi đâu thế? Ta đưa nàng đi. Cảm ơn ý tốt của Phan đại nhân, chúng ta không thuận đường. Ta muốn đến chợ quỷ mua tiên băng linh xà, cũng không thuận đường mà. Sao ngài biết ta muốn đến chợ quỷ? Các ngài theo dõi ta. Giờ chúng ta sao có thể dùng từ theo dõi chứ? Ta chỉ muốn biết nàng cần gì để dốc sức đáp ứng thôi. Ngài từng nói sẽ khiến ta gật đầu. Không phải là định dùng thuốc dẫn của sư phụ ta
để uy hiếp chứ? Dùng từ uy hiếp nghe xa cách thế. Đi thôi. Đi thôi. Đi thôi. Đi. Hai cho ngươi vào hả? Cho ngoài, làm gì thế? Đi đi điếng đi, cho ngoài. Nhìn thấy chưa? Nghe nói chậu quỷ cấm quý nhân và quan nhân. Quả nhiên là vậy. Thế nên tốt nhất ngài đừng vào. Tướng mạo này của ngài nhất định sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó lại gặp rắc rối. Sợ ta vào như vậy, lại lo tiếp xúc với tài lâu. Không nhịn được đồng ý với ta à? Đúng là ta sợ. Ta sợ chậu quỷ bẩn thỉu. Lý này dạy dày nôn nao, đường tốt luôn tháng như lúc ở nhà họ Lý. Chẳng phải là thêm gánh nặng cho ta sao? Thật là... Nếu chỉ là nơi buôn bán, sao phải tốn công đặt nhiều bẫy như vậy? Nơi này vốn là xào huyệt của mấy cường hào ở Hòa Dương. Mấy cái bẫy này để đề phòng quan phụ. Bây giờ họ phát đạt, đã chữa tay gác kiếm, làm ăn đàng hoàng. Nơi này cũng dần dần bị bỏ quan, được người tầng lớp thấp tận dụng, biến thành khu chợ trao đổi đồ. Thuốc độc cao cấp, đầu độc không chết thoải mái đổi trả. Đến xem thử đi. Quan tài mới đào được từ bộ Nam Việt Dương, đảm bảo không lộ. Ta nói ngươi nghe, chỗ ta toàn là hàng tốt. Thú gì đấy? Đến rồi à? Đến rồi à? Đến rồi à? Đến rồi à? Ta thấy nè, ở đây có vẻ thoải mái quá nhỉ. Hoài Dương lưu truyền một câu nói: xuất thân tốt, đủ tiền tiêu, ngoại hình đẹp. Con người chỉ cần có một trong số đó sẽ có thể sống vui vẻ thoải mái. Nếu không thì cứ đến chợ quỷ. Chỉ có nơi này mới coi ngài là người. Qua khách đi qua chiếu cố giấy. Ta đã mấy ngày chưa mở hàng rồi. Già trẻ lớn bé trong nhà còn đang chờ gạo thổi cơm. Phan đại nhân thấy dân gian đói khổ, không thương xót hào phóng chút à? Nàng đúng là biết thương xót người khác. Nhưng mà gọi nương tử tương lai nói vẫn phải nghe. Mời khách quan ngồi. Đôi mắt ông đã mù thì làm sao dễ được. Khách quan, dễ người dễ hậu, khó dễ xương. Mà ta lại giỏi nắng xương dễ canh, dễ thần không dễ anh. Mời quan khách ngồi. Kỳ lạ, đây rõ ràng là tướng xương người đẹp có một không hai, sao lại xuất hiện ở đây chứ? Sư phụ, chúng ta bắt đầu dễ đi. Cô nương, đắc tội rồi. Xem ra hai người đúng là một cặp trời sinh. Nhưng mà vết sẹo trên mặt cô nương này là... Không có gì, hồi nhỏ gia đình gặp biến cố,
bị đao chém thôi. Hai vị quan khách giữ nguyên nhé, đừng cử động. Ông ấy bảo đừng cử động. Kỳ lạ, sao tim lại đập nhanh thế này? Xương cổ tay, xương cổ tay, xương huyền cổ tay, xương nguyệt, xương mốc, xương đầu, chẳng qua là mấy khớp xương chạm vào nhau. Nhưng thấy gì? Ngươi xấu hổ cái gì? Dễ xong rồi. Hai vị quan khách, dễ xong rồi. Dễ thần không dễ hành. Cảm ơn. Quá ra lúc ở bên ta nàng vui thế này à. Ta biết vì sao mấy hàm rồi. Ông ấy dễ linh tinh. Dễ linh tinh nha. Dễ đẹp lắm mà. Một người có sẹo trên mặt, một người tổn thương trong lòng, vốn là một cặp trời sinh. Đáng tiếc, đáng tiếc, sắp đi hết chợ quỷ rồi, sao vẫn không thấy người bán linh xà? Tiểu Sinh, tỷ tỷ đến rồi à? Nhìn cái gì? Đây là người học việc ẩn nghĩa canh chúng ta, chưa trải sự đời, hôm nay đưa hắn đến mở mang tầm mắt. Dáng người cũng được. Có cổng được xác không? Được. Ngươi phải rèn luyện nhiều vào, đừng tạo thêm việc cho Dương tỷ tỷ. Đúng vậy, nghe lời mụi ấy, rèn luyện nhiều vào. Tiểu Sinh, người Bắc Kinh sẽ đã đánh chân tính rồi, ta để ý giúp tỷ rồi. Nhưng mà lão già này hơi nghiện rượu, giờ ta cũng không biết ông ấy ở đâu. Được, giờ muốn kiếm cả tiền của ta rồi hả? Cho mụi muốn lấy thì cho mụi hết, ta đùa thôi. Chúng ta từng cùng nhau xin cơm, sao ta có thể lấy tiền của tỷ được? Chắc ông già đó đang uống rượu bên hồ. Ta đưa tỷ đi tìm ông ấy. Được, đi thôi. Đi thôi. Đây là chỗ của Phan đại nhân, người ngoài không được quấy rầy. Mau đi đi, mở to mắt ra mà nhìn. Tiểu thư nhà ta cũng là người ngoài sao? Thượng quan tiểu thư, thượng quan tiểu thư, thượng quan tiểu thư, thượng quan tiểu thư, làm sao thế? Cút đi. Dạ. Dạ. Đại thúc dậy đi, bán hàng đi. Mua tiền băng linh xà, mua tiền băng linh xà. Đúng vậy, các ngươi may mắn đấy. Cho các ngươi mở rộng tầm mắt trước này. Đây,
Tiên Băng Linh Xà này ẩn nấp ở tuyết sơn, khi tuyết ta mới xuất hiện. Linh Xà này, cô tìm cả chợ quỷ cũng không tìm thấy con thứ hai đâu. Ông đừng nâng giá, ông nói xin bán bao nhiêu? 50 quan, không được thiếu một đồng. Đại thúc, lần trước chúng ta đã nói 10 quan ông sẽ bán. 10 đúng vậy. Ông không nhớ ta được à? Mỗi lúc một khác mà. Ta canh đỏ tuyết sơn hơn cả tháng mới bắt được một con này, còn vì thế mà bị đông cứng chân. Sau này không vào tuyết sơn được nữa, ta phải kiếm lại tiền thuốc men từ nó chứ. Đủ rồi chứ? Đủ rồi. Không công không hưởng lộc, việc của ta, ta sẽ tự nghĩ cách. Cô đại thúc, ông cầm số tiền này trước, số còn lại ta sẽ trả đủ trong một tháng, quá hạn một ngày ta trả ông thêm một quan tiền. Đủ rồi đấy, bán đi. Được rồi, bán cho cô đấy, cho cô con thắng này. Đa tạ đại thúc, chỉ là chút bạc thôi. Cần tính rõ ràng với ta thế không? Đào nước gặp nhau phải tính rõ ràng mới được. Hắn là ai thế? Này, ngươi xem này, chính là hắn. Hắn chính là Phan Diệt, ngự sử của triều đình. Phan Diệt, Phan Diệt, sao hắn lại đến đây? Hắn chính là Phan Diệt muốn lấy tỷ à? Đúng vậy. Người này là ai thế? Các hạ còn định tiếp tục che giấu thân phận à? Phan Diệt, đây là ai thế? Chậu quỷ không buôn bán với quan nhân. Bỏ đồ xuống, đồ đi mau. Là ta đến chậu quỷ mua đồ, không liên quan đến ngày ấy. Điều ta buông ra. Linh Xà, tỷ tỷ, tỷ làm gì thế? Buông ra. Linh Xà, tỷ điên rồi à? Trong hồ toàn là đau, không còn Linh Xà, không cứu được sư phụ, làm sao bây giờ? Linh Xà, nhảy xuống thật kia. Hắn nhảy xuống thật rồi. Phan Diệt, chán sống rồi à? Giỏi thật đấy, chán sống rồi. Đúng vậy, nguy hiểm biết mấy. Hắn to gan thật đấy, trong nước có đau đấy. Xem ra thứ này rất quan trọng với hắn. Đúng vậy. Phan Diệt, to gan thật đấy. Không có động tĩnh gì, không phải đã chết rồi chứ? Im đi, đừng nói nữa. Phan Diệt, Phan Diệt, sao không có động tĩnh gì? Không sao chứ, lên rồi kìa. Phan Diệt, bắt được rồi, bắt được rồi. Đúng vậy, giỏi thật đấy, to gan thật đấy, đúng là không phải người thường. Đúng vậy, đúng thế. Phan đại nhân, ngài giúp ta, ta rất cảm kích. Nhưng Hoài Dương không phải là nơi mà ngài nên đến. 10 trước, ngài nhờ người chuyển lời đoạn tuyệt quan hệ với ta. Chúng ta đã là người xa lạ rồi. Cho dù bây giờ là ngài nhất thời hứng thú, hay là do nội tâm ngài cảm thấy hổ thẹn cũng không còn quan trọng nữa. Chuyện gì đã qua thì cứ để nó qua đi. Chúng ta dừng lại tại đây, được không?
Dương Thế Di. Thực ra nàng không hề hết tình cảm với ta như nàng đã nói, phải không? Ta luôn không biết năm đó nàng đã đi tìm ta. Cho dù người gác cổng nhà ta đã nói với nàng những gì thì e rằng đó đều là ý của cha ta. Mấy năm nay ta vẫn luôn nghe ngóng tin tức của nàng khắp nơi. Lúc ta biết nàng ở Hòa Dương liền đến đây ngay để tìm nàng. Ta cứ nghĩ rằng thực hiện hôn ước chính là sự bù đắp tốt nhất mà ta có thể dành cho nàng. Nhưng ta lại không để ý đến tất cả những gì nàng phải trải qua mấy năm nay. Càng không biết càng điều nàng thực sự cần lúc này là gì. Xin lỗi, là ta tự cho mình là đúng. Phan đại nhân, chúng ta đã không còn là người cùng một thế giới nữa. Nếu hôm nay nhà đã tìm được ta thì cũng coi như đã thực hiện được lời hứa vẫn chưa hoàn thành đó. Chuyện đã qua cứ để nó qua đi, sau này đừng nhắc lại nữa. Nhưng ta muốn nhắc lại, ta tìm nàng không phải chỉ để thực hiện hôn ước, mà là vì ta muốn tìm được nàng, chăm sóc nàng, bảo vệ nàng. Cho dù là 10 năm trước hay là 10 năm sau, nàng cũng là người duy nhất mà kiếp này ta muốn lấy làm thê tử. Ngày tổ chức hôn lễ ta vẫn sẽ đợi nàng. Nhưng đến hay không là ở nàng. Công tử, cuối cùng người cũng về rồi. Thượng quan tiểu thư, bọn ta không thể khuyên được. Cô đang làm gì vậy? Vì ca ca, huynh thật sự muốn cưới ả xấu xí kia sao? Nhưng thấy gì là nương tử sắp cưới của ta, mong cô hãy tôn trọng nàng ấy. Vậy ta thì sao? Ta là gì? Ta đã nói với cô rất nhiều lần rồi. Ta chỉ coi cô là muội muội của Thượng quan Lan, không hề có tình cảm nam nữ. Ta không tin. Ta không tin ta không so được với loại người này. Huynh chắc chắn là vì hôn ước. Chắc chắn là vì hôn ước nên huynh mới phải cưới cô ta. Vì ca ca, ta không quan tâm danh phận. Ta có thể làm thiếp, không nói nổi với cô. Phan gì? Vì ca ca, huynh có biết là vì hình hài hoàn hảo này mà ta đã phải chịu đựng biết bao nhiêu mới có thể đứng bên cạnh huynh. Ta chịu biết bao đau khổ. Tất cả những gì ta làm đều là vì huynh. Thượng quan chỉ, dung mạo mà cô luôn ám ảnh chưa bao giờ là thứ ta cần. Tấm lòng quan trọng hơn dung mạo. Cô sẽ gặp được người phù hợp, nhưng người đó không phải ta. Ta luôn không biết năm đó nàng đã đi tìm ta.
Cho dù người gác cổng nhà ta đã nói với nàng những gì, thì e rằng đó đều là ý của cha ta, nhà tổ chứ không lệ. Ta vẫn sẽ đợi nàng, nhưng đến hay không là do nàng quyết định. Đến đây. Đến đây. Đến đây. Có một nữ tử đã chết, phải mang thi thể qua đây rủi. Sao lại chết vậy? Chết tâm. Đây là đâu? Các người là ai? Sao lại bắt ta? Thả ta ra. Thật là xấu xí. Muốn dắt dài đường kinh mặt cô cũng không tìm được chỗ nữa. Ta xấu thật, nhưng ta chưa từng gây sự với cô. Cô thả ta ra đi. Ta bảo đảm sẽ lập tức trốn đi thật xa. Cô có biết để có được ngày hôm nay ta đã phải chịu đựng những gì không? Ta hy sinh vì huynh ấy nhiều như vậy, đến cuối cùng huynh ấy lại muốn cưới một bãi nữ nhân xấu xí như cô. Nếu như là cô thì cô có phát điên không? Phan Diệt, cô là gì Phan Diệt? Cô, cô là Thượng Quan Chỉ. Bây giờ mới nhận ra thế nào? Không ngờ là tiểu nha đầu mập léo đẻo theo sau hai người lúc nhỏ cũng có ngày hôm nay à. Thượng Quan Chỉ, trước cuộc cũng làm gì? Ta, cô thả ta ra đi. Ta sẽ từ hôn với Phan Diệt. Thật đấy, ta vốn dĩ cũng không muốn gả cho ngài ấy. Cô thả ta ra đi, ta sẽ rời xa các người. Ta vẫn sẽ là người khiêng xác. Cô cứ tiếp tục thích Phan Diệt của cô. Chúng ta việc ai nấy làm không tốt sao? Cô tưởng ta sẽ tin cô à? Ta quá hiểu Diệt ca ca. Lòng huynh ấy dũng như đá. Việc mà huynh ấy đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi. Huynh ấy nói muốn cưới cô thì nhất định sẽ cưới cô. Thượng Quan Chỉ, rốt cuộc cô muốn làm gì? Vì huynh ấy, ta có thể ngày càng đẹp lên, cũng có thể nhẫn nhịn tất cả những gì khiến ta buồn môn, bao gồm cả một gương mặt ghê tởm.
Thượng Quan Chỉ, con muốn làm gì? Đừng động vào ta. Không, không. Thượng Quan Chỉ, cô điên rồi sao? Rốt cuộc cô muốn làm gì? Kể từ hôm nay, ta sẽ thay cô trở thành Sam phu nhân. Còn cô sẽ thay ta. Tự dẫn gì tình, ta đã chuẩn bị xong quan tài cho cô rồi. Thật không ngờ, nha đầu mặt bao nhiêu năm không gặp lại trở nên ác độc như vậy. Nhưng ta nói cho cô biết, cho dù cô có làm thế nào thì đến cuối cùng cũng vô ích thôi. Sơn Diệt sẽ không khuyết cô đâu. Cô độc ác như vậy, chỉ khiến nghe ấy ghi tổn, nghe ấy nhìn cũng chẳng buồn nhìn đâu. Đừng qua đây, nếu không ta sẽ giết cô ta. Trả tiểu thư ra đi. Đừng qua đi, nếu qua đây ta sẽ giết cô ta. Dương Thái Di, cô không khác được đâu. Thượng Quan công tử sắp qua gia lệnh rồi, hôm nay e là không bái đường được rồi. Công tử đến rồi, cô ấy đến rồi. Mặt này làm sao thế? Trên đường đi gặp chuyện ngoài ý muốn, ta bị ngã, may mà không để lỡ giờ lên. Không sao chứ? Không sao, chỉ là bị xước da chút thôi. Phan gì? Ta có chuyện muốn nói với huynh. Vừa nãy ta mới hiểu ra, trên đời này cái gì mới là quan trọng nhất? Danh dự, địa vị, tướng mạo, những thứ này đều không quan trọng. Phan Diệt, ta thích huynh, muốn gả cho huynh. Giờ khắc này, hôn lễ của chúng ta mới là quan trọng nhất, nhưng thứ khác đều không quan trọng nữa. Tông nương qua cửa. Mời tân lang. Trời xe duyên lành, kết thành đôi. Trai tài gái sắc, mau đến xem. An Khen Nhàn Hạ, Đỗ Anh Dụ. Kinh Đại Thổi Sáo, đội Phượng Hoàng. Tân lang tân nương rửa tay tẩy trần. Hãy subscribe.
Phu thê giao bái. Xong lễ đi. Just.